Mày chạy lung tung, lỡ chạy vào rừng làm sao biết đường về? Trong rừng có nhiều thú dữ lắm đó. Dạ, thầy tìm con. Các bức tượng sao lại như vậy con? Dạ, là lỗi của con. Con quên nói các ngài ấy trở về như cũ. Các ngài hãy trở về như cũ đi ạ. Trong khi đó, quan lớn dò la biết heo lưu lạc đến chùa nên kéo lính đến để bắt heo. Lỡ người ta bắt tôi rồi bắt luôn con ét thì đúng là lành ít dữ nhiều. Mà đường lên chùa chỉ có một, làm sao tôi trốn được đây? Bên hông chùa có một đường mòn nhỏ, tôi hay đi kiếm củi. Quan quân không cưỡi ngựa vào đường đó được đâu. Cậu đi nhanh đi.